Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube GK Audio Minh Số. Và hôm nay bên em sẽ giới thiệu cái chất nhạc có trầm và không có trầm cho các bác trải nghiệm. Vì có rất nhiều người, các bác lớn tuổi cũng như Thanh Liên hỏi là lắp trầm vào liệu có hay hơn không? Có được có cải thiện được chất âm cái bộ dàn hiện tại bây giờ mình đang sở hữu hay không? Đấy, rất nhiều bác comment và bác gọi điện hỏi là cần thêm tư vấn. Thì hôm nay bên GK Âm Thanh Số sẽ lấy một con trầm bất kỳ ra. Đây là con trầm JBL 835 2 mã. Đây là dòng cao cấp để em giới thiệu cho các bác. Vì sao phải thêm trầm? Vì sao mà mình phải mất tiền để mình mua? Để làm gì? Để cái kết quả đạt được đó là cái chất âm mình nghe cảm thấy nó cải thiện hoàn toàn. Chất âm mình đang nghe thì các bác sẽ thấy nó sự khác biệt ra làm sao. Rồi đây các bác nhé, đây là em đang bật nhạc có trầm để cho các bác nghe. Cái chất nhạc có trầm nó hỗ trợ cái giải âm thực ra là như thế nào. Đấy, thì bản thân tất cả những đôi loa mà kể cả bát 30 là full, tất cả những đôi loa dù có đắt tiền hay rẻ tiền thì bản thân loa nó không có một cái giải bát thấp hay gọi là giải siêu trầm. Đấy, giải thấp ấy hầu như nó không hỗ trợ. Vì thế mà chúng ta phải mua thêm một cục trầm rời ở ngoài để mình nghe được cái giải bát thấp, bên em gọi là giải bát thấp đó, cho giải từ 40 đến 150Hz. Đấy, mà cái loa nó chỉ hỗ trợ từ 200Hz trở lên thôi. Đấy, vì thế mà mình muốn nghe trầm thì loa hầu như không có, dù các bác có cải thiện bằng cái âm ly hay là đẩy. Đấy, hay là vang, có các bác có vặn hết lên cái núm bát. Núm bát ở trong âm ly hoặc là trong vang, hầu như nó cũng không có. Vì thế mà mới sinh ra trầm để hỗ trợ cái giải bát thấp hay gọi là giải siêu trầm. Thật sự là để nói thiếu trầm thì các bác vẫn nghe được, vẫn nhạc tí tách, nói chung vẫn ổn. Nhưng để nói mà phân biệt được và tách bạch được thì nó vẫn rất là thiếu. Thì các bác cứ thử trải nghiệm cái chất trầm mà nó hỗ trợ với cái nền nhạc mà chúng ta đang nghe với một đôi loa full hay một đôi loa nào đó, bát 25 hay bát 30, nó đứng hay nó nằm, thì các bác sẽ phân biệt được là có trầm nó sẽ hay hơn nhiều hay không. Đây là bên em đang bật trầm với nhanh nhá. Bên em đang bật trầm. Và nói chung cái trầm ở trên thị trường thì rất là nhiều dòng trôi nổi, dòng hàng gióng kém chất lượng. Cũng có nhiều bác mua xong và có những cái bên GK Audio Minh Số thì bảo tiếc thế, mình lại vừa mua bên A bên B, mình về nghe trầm được khoảng 2-3 hôm thấy nó cứ bèn bẹt tiếng, rồi nó vỡ tiếng, rồi cái tiếng trầm nó kéo dài nghe rất là khó chịu. Và đôi khi là những bác khách hàng đó người ta vứt đi. Đấy, và lại mua ủng hộ bên GK Audio Minh Số, một cái sản phẩm dù đắt tiền hay rẻ tiền nhưng đây toàn bộ bên em là bán hàng Trung Quốc, hàng chuẩn loại 1, ở trong tầm tiền ví dụ là 3,5 triệu, 7 triệu bên em cũng có, kể cả 2 triệu bên em cũng có. Nhưng đó là gì? Đó là hàng chất lượng chuẩn nhà máy. Vì là tất cả những cái dòng bình dân, dòng tầm trung hay dòng cao cấp để phục vụ tất cả những cái nhu cầu của các bác ở cái mức tiền nào cũng nó phù hợp. Đây, bên em đang đấu với một đôi loa full đây nhá. Một đôi loa full 30 W và một cái vang DAT-F6 và một cái đẩy công suất 2 kênh. Em đang đấu trực tiếp luôn. Đấy, em bật thêm trầm. Vâng, sau đây em sẽ tắt trầm đi cho các bác trải nghiệm khoảng tầm 1-2 phút nhé. Nghe nhạc mà không có trầm thì nó sẽ khô ra làm sao, như thế nào thì các bác sẽ hiểu được và tách bạch được cái chất trầm. Tắt đi nhá, tắt cho các bác này. Đấy, đây là nhạc không trầm cho các bác nghe khoảng tầm 1 phút.
đây là cái trầm JBL, màu đen của nó là A8352 là mã. Cái mạch đằng sau màu trắng tản nhiệt nhôm luôn. Đây là dòng cao cấp. Tôi đang sẽ bật trầm lên cho các bác trải nghiệm nhé. Các bác nghe nhé, nó khác biệt như nào nhé. Giờ các bác đã hiểu được thế nào là chúng ta phải thêm một cục trầm nghe chất âm nó dễ chịu như thế nào chưa? Đây là test thực tế cho các bác trải nghiệm. Vì cũng nhiều người, rất nhiều người mà bên em tiếp xúc ấy thì cũng hỏi là chưa biết cục trầm nó như thế nào, nó hỗ trợ cái gì đấy, đôi khi nó cũng thắc mắc rất là khó giải thích. Vì cái trầm này người ta chưa tiếp xúc thì người ta cũng chưa biết là hình thù ra làm sao. Đấy, thì bên em cũng giới thiệu cho các bác chi tiết là nó hỗ trợ cái giải bass thấp, mà tất cả những đôi loa full hay loa nằm hay loa như thế nào đó nó không hỗ trợ. Nói chung trầm điện thì nó rất nhiều cách thức đấu ghép rất là dễ. Đây là bên em đang đấu bằng cái cầu đỏ đen nhá, cầu đỏ đen cấy từ đằng sau dịp tín hiệu của loa đấy. Vì là cái trầm điện thì nó bản thân nó chỉ ăn công suất thôi, nó chỉ ăn tín hiệu thôi, nó không ăn công suất. Thế mà nhiều bác cũng lo là về cắm vào trực tiếp vào đằng sau loa thì nó có ăn công suất của âm ly hay không. Đấy thì em trả lời các bác là nó không hề ăn công suất nhé, nó chỉ lấy tín hiệu và nó hoạt động. Đấy, cũng có cách kết nối đó là bằng cổng AV. Đấy, bằng cổng AV từ đằng sau âm ly hoặc từ đằng sau vang. Đấy, đằng âm ly cũng đấu được này, mà vang cũng đấu được này, đấy, đấu đằng sau đẩy cũng được này, đấy, nói chung là rất nhiều hình thức đấu, nó phụ thuộc vào cái bộ dàn nhà mình đang có thiết bị gì để hỗ trợ, thì mình có cách đấu làm sao nó phù hợp nhất. Các bác có vang số, vang cơ rồi thì các bác đấu trực tiếp đằng sau vang bằng cái dây AV này, chỉ cần một đầu thôi là được, đầu AV là được. Còn đằng sau âm ly thì có hai đầu AV này cũng được, đấy. Còn đâu em đang đấu trực tiếp đằng sau tín hiệu của loa thì em đấu bằng cầu đỏ đen, đấy, rất là nhiều hình thức đấu. Nói chung là nó sinh ra nhiều chức năng như thế, là nhiều cái cách kết nối như thế để làm sao phù hợp với gia đình, từng gia đình một. Đấy, nhiều nhà không có đẩy, không có vang thì người ta có âm ly. Đấy, nói chung là nó kết hợp được rất là nhiều thiết bị. Đấy, thì hôm nay bên em cũng giới thiệu chi tiết về cái chất trầm có và không có để cho các bác so sánh và các bác trải nghiệm. Vâng, trầm thì cũng có nhiều dòng trầm, nào thì trầm bát úp đất này, bát đối đất này, bát hầm này, bát mặt trước này, nó nhiều loại lắm, lại phù hợp vào từng gia đình, từng không gian, từng tai người nghe để mình làm sao chọn lựa một cái sản phẩm trầm phù hợp nhất. Người thì thích nghe nhạc vàng, người thích nghe nhạc remix, DJ, nhạc mạnh. Đấy, thì các bác cứ để lại số điện thoại bên JK Audio thanh số thì bên em sẽ tư vấn cho các bác làm sao hợp lý nhất. Vâng, thì hôm nay em cũng quay như vậy thôi để giới thiệu đến các bác làm sao trầm hỗ trợ như thế nào, thì cũng em cũng nói rất là chi tiết và tác dụng trầm điện nó như thế nào thì em cũng nói. Thì các bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh bên JK Audio Linh Số nhé, để bên em có thể kết nối được với các bác mọi miền tổ quốc. Nhờ công nghệ, nhờ YouTube thì em và các bác và các anh chị cũng có thể liên kết được với nhau. Vâng, sau cùng thì em chúc toàn thể tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.